nhất lô nhì đa tam lượng tứ tứ mũ, thì tích nguyên hàm của mình có ba loại thôi. Một là nhìn vô biết liền, hai là đặt biến t, ba là từng phần. Nhìn vô cái bài này dùng cái gì, có đa thức này không, có lượng giác này không, thì nghĩ nghĩ ngay đến từng phần. Đặt u bằng gì, nhất lô nhì đa đó, đặt u bằng gì, bằng x. Đạo hàm dùm lợi đi, đạo hàm của biến u ra 1 nhân du, đạo hàm của biến x ra 1 nhân dx, chốt cho đó chưa. Cái dv là cái thằng còn lại. Sau đó bước này là tính nguyên hàm, vậy v bằng cái gì, đạo hàm ra sin ta không biết, đọc nhẩm lên, đạo hàm của sin bằng gì, bằng cos. Vậy nguyên hàm của cos bằng sin, đạo hàm của cos bằng gì, trừ trừ sin. Vậy nguyên hàm của sin bằng gì, trừ cos x, chốt cho đó chưa. Sau đó dùng quy tắc n, 1 nhân 2, 2 nhân 3, 3 nhân 4, 1 nhân 2 là cái đề, 2 nhân 3. Đọc cái dấu trước nghe không? Trừ x nhân cos x, trừ liền nguyên hàm 3 nhân 4. Thấy dấu trừ không? Thành dấu cộng. Có x đề, đề x. Cái gì đạo hàm ra cos x ta? Cái gì đạo hàm ra cos x? Ê, xin lỗi, cái gì nguyên hàm ra cos x chứ? Nguyên hàm của cos x ra ra sin, vậy bằng trừ x cos x cộng cộng sin x cộng cộng c. Sau đó đề bài cho gì, f của gì, f của pi bằng nhiêu, bằng hai gì, 2π. Chỗ nào có x thay dùm lợi vô, thay hết pi vô, thay hết pi vô, vậy mình sẽ có gì, trừ pi cos pi cộng sin pi cộng c bằng 2, 2π. Lấy máy tính bấm liền. Này ra mấy nè, này ra không nè, cứ chút không biết bấm máy tính nha. Không, này ra pi nè, chuyển qua kia, vậy là c bằng bằng pi. Vậy f của mình sẽ có công thức là gì, viết lại y chang, thay c bằng gì, pi trừ x cos x.